Bận quá ai? Xịt 100% Tozo xịt luôn. Lấy chung 700. Đi đây em nói chung là trên thị trường nhiều loại lắm. Nó nhiều loại lắm, nhưng mà đây là bà chị em nhập khẩu 100% bi luôn. Đây anh. Cái này nó bọc à? Dạ. Cái này nó bọc. Đúng rồi, nó đóng ni lông đấy anh ạ. Bi này là bi xịt đấy nhá. Đúng rồi, bi mayer mà, là gì đâu anh. Cái này hàng bia ban xịt 100 chuẩn 100% luôn, kể cả check code. Đúng rồi, một vật một to bé anh. Em chuyên môn đấy là biết rồi. Đây là anh dạy chung này, kể cả check QR code nó ra ngay. Còn bi mà vừa vào vẫn là nó sẽ không có check code được. Hàng đấy là hàng bọn Trung Quốc có đóng, hay không? Nó cũng là nhà máy Trung Quốc nhưng mà nó xuất thì nó sẽ không có chiếc cốt được. Ok anh. Ok anh. Ok anh. Các bạn, cái quan trọng đó là xịn anh chung được không? Xịn 100% là xịn. Anh nói thật bây giờ nó đẹp chưa, cái mồng bi kia cả 200 luôn, nhưng mà anh nói biết nó lóng đây không anh, sợ nó đang đua bỏng tay luôn. Qua anh lỗ hai của lốp của lốp ấy. Dạ lỗ hai của lốp. Nhưng mà lỗ hai của lốp lái trước. Hai. Lốp của đỡ mình lái khoảng gần 25 rồi đấy. Lỗ hai của lốp trước luôn anh. Lỗ hai của lốp một bên lái của anh luôn. Sợ nhờ. Hôm trước lỗ quả rồi thì anh thôi thay quả. Nói chung là lốp sau còn đỡ, anh hiểu lốp trước nguy hiểm. Thằng Nghiêm, loại biết thằng Nghiêm gì, thằng Nghiêm này chưa đấy. Trung Minh Bình vào năm ngoái, cái đạp xe cũ nhớ. Em biết, biết. Lát đầu đây, bây giờ mua xe mới đây. Bán cái con Kia đây. À, nhớ không? Rồi, 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 em hiểu rồi. Lát đầu luôn, cũng lỗ lốp nha, anh lát đầu luôn. Đâm cho tà ly đây. Thằng cũ em là nhỏ, người là nhỏ đấy đi anh. Trung Minh Bình nha. À, rồi, rồi, rồi. Bây giờ nó mua xe 3 tuần rưỡi rồi. Đâu, mua con 6 tuần 8, con xanh xanh rồi. Rồi, đó. Thì con lên tải đi anh. Con lên tải đi anh, nó cũng phải mua đồ mà. Con đấy là 110 giống như nhà hoa đá, con của anh thì không lên. Đúng rồi. Lát đầu luôn. Người em đó. Em gì, thank you anh. Có gì Galo cho em thôi, còn đồ nếu mà không qua, không lấy được em thì cứ gửi cho em. Ừ. Em check cho xem bảo ok hàng đấy chạy được không. Thì em bảo ok. Quên, đây, gửi anh cho em có cái đầu... Năm bé anh, năm bé đấy. Đâu, không phải cái đầu của cái em, cái gì quần nhỏ đấy. Đầu mấy rồi anh? Ờ, của cái của bố ấy. Anh chưa, anh chưa em cho anh nhá. Anh chụp lại không? Anh thì đây. Cái này là của anh thay rồi. Ôi giời ơi, hàng vớ vẩn. Đây, xịn đây. Đây anh chung đây, xịn đây. Máy điện làm sao mà chơi hàng đấy được anh? Nó phá rồi. Nó phá quả bô này của anh nhá. Bô này trong hàng nó bán đâu mười mấy triệu quả bô này. Cái quả bô to này anh ơi, cái quả bô to này nó liên quan đến quả bô to đấy các anh ạ. Giả vâng, thế là anh mới mua xe được khoảng chưa 15. Mấy đá thì anh cũng làm đường. Thế là từ ngõ nhà anh đi ra này. Ba đá anh. Ngõ này đây, tức là nó có một cái ống nước nó to như cái thùng sơn đấy. Nó vào. Nó chắn. Thế là tối đấy mà không ai được, cứ phải cố bò về, bố bò vào thì vừa ngỏng lên thì cái này chạm luôn thì nó gãy. Cái này không phải hàn phải không? Không không hàn anh ơi, hàn cái này là xịn của nó bắt quay nhê. Đúng rồi, tây xịn nó bắt quay nhê. Cái cũ của nó hàn rồi, bây giờ có được không? Anh thử mở em xem ảnh nào. Để em nhìn qua cái đoạn trên. Đây nó bắt quay nhê đây này. Cái này là ngày xưa là nó cắt nó chế ống, nó xếp quay nhê. Nhưng về anh tháo ra anh cho đúng quay nhê này. Đây là anh nhìn quay nhê này. Đấy anh chung hiểu không? Đây mới đúng là xịn của nó. Bây giờ nó cắt lại cái này. Đúng rồi, nó cắt lại này nó hàn. Còn đây là đúng hàng của 100% Mobit xịn của anh luôn. Cái giảm âm luôn. Đúng rồi, bọn em gọi là giảm giật, anh gọi giảm âm thì tùy. Ừ, giảm giật, giảm âm. 100% anh ơi. Ừ, ok anh. Ừ, em lấy anh 1550 thôi. 1550. 150 à? 1.150.000 đấy. Xịn 100% người chung nhá. Mobit xịn luôn. Không biết đi hàng này kia chết rồi anh ạ. À. Nó liên quan đến cái bầu vô kia rồi anh ạ. Cái này em bán nhiều lắm. Cái kia anh chung cùng lắm chạy được tầm khoảng 4-5 tháng là bục. Nó rất là giòn lắm. 2, 4, 6, 8, 10. Ok anh. 150 lắm. Ok anh ơi. Thì cái này em bán suốt mà. Xịn nhất thị trường của anh ạ. Hàng theo xe luôn, Mobit luôn. Không có xịn hơn anh chung ạ. Anh Dung yên tâm. Ok anh. Có gì em bảo rồi là anh em rồi thì cái nhá là
anh cứ có nghĩa là không cần thiết phải mua của em, hoặc dọc đường hoặc mua ở dưới anh được thì anh chụp cho em, em check hàng cho có chạy được hay không. Công ty các bạn là máy điện không thể cho em vớ vẩn được đấy. Đúng rồi, em cũng có chuyên môn em hộ anh. Đúng rồi, có nghĩa là em bơi vào hàng này chạy được không, hàng này bán giá thì mình không quan trọng, nhưng quan trọng là hàng có chuẩn hay không. Đúng đấy, anh gọi điện cho em đấy, là đang tháo ra cái này này. Anh mở cơ ở đây gọi đồ về đây của tôi từ từ để anh gọi cho em, bởi vì anh không phải là mình hỏng một cái trên đường nó ngằng ngằng lắm. Đúng rồi nhá, anh nói là tôi hiền không ai hỏng đấy. Nó mấy triệu về rồi. Mình phải như thế không? Ôi anh. Anh mở đây không? Nó chưa, nó vỡ hẳn nên nó chỉ đang ngạc ngạc ấy. Em nhớ nó đang ngạc ngạc. Thế là nó hiện tượng, hiện tượng. Thế là anh mở, nếu chạy được bắt để tối lên giúp em anh lấy. Xong rồi mà sáng mai lên. Anh Trung cứ mua đồ đâu được, không quan trọng, anh em không quan trọng. Vì nhiều cái em có, nhiều cái em không có được. Vì thị trường nó vô vàn lắm, nhưng mà vấn đề là em phải check cho anh là cuộc này có chuẩn hay không. Ừ, đúng rồi, cho nó an tâm. Thế là đẹp rồi. Đấy, chứ bây giờ nhiều khi mình lắp vào rồi xong rồi lúc xí cho ba đồ linh tinh rồi. Đấy, hôm đấy đâu, nên nó mua đây cái cổ đấy. Xong rồi vòng bi chưa ra, nhưng mà cái dòng dầu ấy, anh có đã thuộc đâu. Mới lên một Hyundai này thì nó đặt cho em. Ngày xưa ấy, năm 2004 để năm ấy chạy đấy. Thì hàng của nó đặt cho em nó rẻ, em chưa? Mới là cái tiền rồi đấy nó không phải là rẻ đâu, nhưng mà ý là hàng của nó hiếm, thế là nó không có đồ ấy tràn lan về. Bây giờ thì là không, bây giờ đây rồi nhá. Anh chạy nhá, nói đi anh cứ chạy em cái xe cho em. Ok anh Trung, ok anh Trung ơi. Đấy anh Trung các bạn nhá, đây là anh Trung. Một trong những anh trai là các bạn, anh chưa cả 25 rồi. Mình cũng có rất là nhiều video của anh ý, kể cả từ đợt anh mua xe mới lắp mui nhà mình, rồi lắp phụ tùng nhà mình. Và mua nhà mình thì bác ấy lên đến từ Hải Phòng đóng lên đây thì mất tầm khoảng 3-2 tiếng. Đấy lên chợ anh chợ gái mình 25 rồi. Chung là đồ anh em thì cũng như các bạn bán cho các bạn thôi. Mình thì thật sự các bạn là nói thật các bạn là mình không ôm hết được cả mặt trời đâu. Có cái gì anh em mình đã inbox, các bạn cứ check qua Zalo cho mình, gửi ảnh cho mình là em ơi hàng này có phải xịn hay không. Đấy còn cái giá thì nói thật các bạn là mình cũng không dám nói, vì giá thì có thể là mỗi người bán một kiểu, người Nhật rẻ thì bán đắt, giá rẻ người Nhật đắt thì bán đắt. Nhưng mà mình check hộ các bạn là có xịn hay không để anh em lắp vào xe cho an tâm. Vì nhiều khi thật sự các bạn là như anh đây, xe cá của anh ấy bao tiền mà chẳng may mà làm dọc đường một cái thì coi như là mất trắng cả gọi là bao nhiêu buổi để đi làm rồi. Thế nên ra là nó rất là nguy hiểm. Để có gì anh em cứ check cho mình nhá, cứ vào Zalo mình chụp 83 gửi cho mình xem có phải là xịn hay không. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn, cảm ơn anh em nhá.